Rồi, mình chỉ bạn cách học bảng tính tăng trong vòng 5 phút. Chúng ta có như sau, chúng ta để ý này. Đầu tiên chúng ta để cho thầy là có ghi cái tủa này, là người ta ghi chữ được chưa? Và có bôi màu này. Đây là cái tủ màu đỏ, cái tủ màu vàng, cái tủ màu vàng, cái tủ màu tím, được chưa? Cái tủ màu trắng, màu xanh, vân vân. Còn đây người ta chỉ là để dấu x này này, là gì? Là dung dịch tan. X này là có dung dịch màu xanh này, đây dung dịch màu vàng này. Và đây là dung dịch nhưng mà không có màu, được chưa nào? Tiếp tục, y trừ này là không tồn tại, cái thằng này mình biết thôi. Ok, tiếp tục. Y là x tan này thì chúng ta cũng biết thôi, không có quan trọng. Quan trọng nhất là hai thằng này này, tan với tủa, được chưa em? Và màu của dung dịch. Rồi. Rồi, chúng ta có 5 sản phẩm cắm mền thì đã được đánh số là 1, 2, 3, 4, 5 đây. Được chưa em? Rồi mình để ý cho thầy như sau. Trong bảng tính tan của chúng ta thì cái hợp chất của natri, kali thì luôn luôn tan. NH4 của chúng ta luôn luôn tan, trừ trường hợp cái của NH4 và OH là kém bền biến thành NH3 và nước. Li hầu như tan trừ cái trường hợp của Li3P4, nhưng mà chúng ta biết là Li3P4 chúng ta hầu như không đụng, cho nên có thể xét vào li ti luôn 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 thuộc là hợp phần tan. Tiếp tục mình nhìn thấy NO3 trừ là x hết thì nó tan hết, thằng này cũng tan này. Như vậy chúng ta có thông thường chúng ta gặp NaKNH4 thì luôn luôn tan là hợp phần dương. Hợp phần âm ở đây là gì? NO3 trừ và CH3COO trừ, được chưa? Mình nói về ba cái halogen là clorobromazot này. Chúng ta để ý là clorobromazot chúng ta kết thúc khi gặp Ag này. AgCl tủ trắng, AgBr tủ vàng nhạt và Agi tủ vàng đậm này, được chưa? Rồi cái tủ này thì chúng ta thường gặp một cái tủ nào là cái tủ của chì PbCl2 tủ trắng, còn như cái tủ PbI2 tủ vàng và HgI tủ đỏ hầu như không gặp. Rồi với S4 này, S4 chúng ta cái tủ khi gặp bica trà là ba ca chì này, bica trà là ba ca chì này, tủ trắng này, còn lại là tan hết. Chúng ta nhớ ba cái tủ thì còn lại là tan. Tiếp tiếp chúng ta là cơm sô phở này. Cơm sô phở là những hạt, những sợi màu trắng bán ở châu Âu này. Chúng ta nhìn thấy nha, hầu như là tủ trắng hết này, một lũ trắng này thấy không, là cả khu này trắng hết luôn này. Đó, khu này là khu châu Âu, em hiểu không? Đó, khu này là tủ trắng hết này, được chưa? Rồi có, nếu mà có gặp nữa thì chúng ta sẽ gặp thêm hai cái tủa, đó là cái tủa của gì, của đây, cái tủa của Ag3b4 tủa vàng, tủa này hay gặp, và tủa ít gặp hơn đó là Co3bO4 tất cả hai, tủa này tủa màu xanh. Cơm sô phở là những hạt những sợi màu trắng bán ở châu Âu. Tiếp thì cái này, thì cái thì chúng ta bán ở châu Phi đúng không, tức là cái tủa màu gì mà màu đen, rồi màu đen này. Và trong cái tủ màu đen này thì chúng ta còn có một cái tủ màu trắng nữa, đó là của ZNS. Nói chung là thông thường là người ta sẽ cho cái tủ của lưu hình là màu đen hết, được chưa? Rồi bạn nhớ là thì cái thì bán ở châu Âu là châu Phi là được. OH trừ chúng ta là không biết là này, K đây này, K này, Na này, NH4 này, Kali này là phần ba giơ tan đúng không? Thì nó là gì? Kali nó là ba giơ tan, thì nó là tan, còn lại là tủa, hầu hết là tủa trắng này, được chưa? Tủa xanh của COOH hai lần này, được chưa? Dung dịch cái tủa COOH hai lần là cái tủa màu xanh, đọc câu dễ nhớ là cù hồ mặc áo xanh. Đây, mấy này tủa trắng nhưng mà ít gặp lắm. Thằng này cũng mới gặp này, bỏ qua này. Hai cái tủa hay gặp nữa đó là cái tủa của FeOH hai lần màu trắng xanh và cái tủa của FeOH ba lần màu nâu đỏ. Hết rồi. Thế là chúng ta đã học xong bản tính tan. Giờ trong vòng 5 phút. Thế thôi. Về màu của dung dịch thì chúng ta để cho thầy là dung dịch đồng hai và sắc hai, nếu nó tồn tại dung dịch thì nó có màu xanh. Bây giờ x này là dung là tan này, hay nó khác là dung dịch này màu xanh này, dung dịch màu xanh này, được chưa? Dung dịch sắc ba màu vàng. Đó, còn hai thằng này chúng ta học chương trình lớp 12. Cái này, đồng hai sắc hai màu xanh này, sắc ba màu vàng này, cụ thể này, CONO3 tất cả hai lần là dung dịch màu xanh này. CH3COO tất cả hai lần CO một dung dịch màu xanh này. CuCl2 dung dịch màu xanh, CuBr2 dung dịch màu xanh, CuSO4 dung dịch màu xanh, FeNO3 tất cả hai lần màu xanh, FeNO3 tất cả ba lần dung dịch màu vàng, thế thôi. Đấy, ghép cái bên này ra bên kia là ra dung dịch, thế thôi nè.